áp về danh. Hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì vào thư viện app, tải ngay áp về danh. Và dạng toán đầu tiên đó là dạng toán đại cương về dao động điện tử. Để làm dạng toán này thì chúng ta cùng đi vào phương pháp giải như sau. Trước hết về phương pháp giải thì em cần nắm được các công thức cơ bản như sau. Thứ nhất là công thức để tính tần số góc. Tần số góc của ta là omega bằng 1 phần căn LC. Với L là độ tự cảm, độ tự cảm, được chưa? C là điện dung. Độ tự cảm đơn vị là Henry, còn điện dung đơn vị là Farad. Nhớ đổi ra đơn vị chuẩn, được chưa các em? Tiếp theo nào, chu kỳ. Chu kỳ thì T bằng 2π phần omega chính là 2π căn LC. Được chưa? Tiếp theo nào, tần số. Tần số F bằng 1 phần 2π căn LC, chính là nghịch đảo của chu kỳ, đúng không? Đấy. Đơn vị của tần số góc vẫn là radian trên giây. Chu kỳ vẫn là giây và tần số F vẫn là đơn vị Hz nhá. Đây là đại lượng đặc trưng của dao động điện tử. Một cái nữa, công thức tính bước sóng của dao động điện tử. Bước sóng đó là lambda bằng C nhân T, đúng chưa? Ta học rồi. C là tốc độ ánh sáng hay là tốc độ lan truyền của dao động điện tử ấy. Vì bản chất của sóng ánh sáng cũng chính là sóng điện tử mà. C nhân T bằng C nhân 2π căn LC. Đấy. Khi làm thì các bạn tinh tế một chút, đó là gì? Tần số góc của ta omega đây tỷ lệ nghịch với cả gì? Tích LC. Tần số F tỷ lệ nghịch với cả gì? L tích căn LC đây này. Căn LC nhá. Tần số góc thì là nghịch với cả căn LC. Đây. Tần số cũng tỷ lệ nghịch với căn LC. Nhưng mà chu kỳ là tỷ lệ thuận, được chưa? Còn bước sóng lambda cũng tỷ lệ thuận. Đấy, nếu mà trường hợp là L không đổi thì lambda 2 trên lambda 1 sẽ bằng là căn C2 trên C1. Được nhá, chú ý nhá. Rồi, đấy là cái đầu tiên. Một cái nữa nào, em cần chú ý cái này. Đó là Y0 cường độ dao động cực đại sẽ bằng omega nhân Q0. Đấy. Một cái công thức nữa. Quà cho U Q bằng C nhân U0. Đấy, đọc là quà cho U. Được chưa? Điện tích cực đại là Q0 này này, sẽ bằng là C nhân U0. C là điện dung rồi, còn U0 là điện áp cực đại hay là hiệu điện thế cực đại. Muốn liên hệ giữa Y0 và U0 thì ta có cái công thức là gì? Y0 căn L bằng U0 căn C. Đây là các công thức cơ bản để em có thể làm được bài tập ở phần đại cương về dao động điện tử. Bây giờ ta sẽ đi vào các ví dụ cụ thể nhé. Chúng ta cùng vào câu hỏi số 1. Trong mạch thu sóng vô tuyến, người ta điều chỉnh điện dung của tụ C bằng 1 phần 4000 pi đơn vị Farad và độ tự cảm của cuộn dây là L bằng 1,6 phần pi đơn vị Henry. Khi đó sóng điện tử có tần số là bao nhiêu? Lấy pi bình gần bằng 10. Có 4 đáp án như thế này. Thế để giải bài này chúng ta nhớ ngay công thức tính tần số của dao động điện tử F bằng 1 phần 2π căn LC. Đây các bạn thay trực tiếp L và C vào đây và các bạn nhập máy tính nhé. Thay trực tiếp luôn, không phải đổi pi bình 10 gì cả. Thì cũng ra kết quả bằng 25 Hz. Được chưa? Đây, khá là dễ thôi. Chúng ta cùng sang câu hỏi số 2 nhé. Câu 2 đây là đề đại học 2010. Cái tuổi đời của cái câu này thì khá lâu rồi, nhưng mà về chất lượng thì vẫn nguyên như vậy. Một mạch dao động lý tưởng gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm là 4 micro Henry và một cái tụ điện có điện dung biến đổi từ 10 picofarad đến 640 picofarad. Lấy pi bình bằng 10, chu kỳ dao động riêng của mạch này có giá trị từ bao nhiêu đến bao nhiêu? Thì chúng ta cùng đi lại cái công thức tính chu kỳ của ta là T bằng 2π căn LC, đúng chưa? Đấy. Thế thì cái chu kỳ sẽ biến đổi phụ thuộc vào cái C biến đổi. C biến đổi từ 10 đến 640 thì chu kỳ T cũng biến đổi như vậy. Thì ta có như sau. Nào T1 2π căn LC1, đúng chưa? Đây ta thay số vào cho thầy nào. Bằng 2π căn L thì không đổi rồi, 4 micro Henry em đổi ra 4 x 10 mới trừ 6 Henry. Đúng chưa? Và nhân với cả gì ạ? C1 của ta là 10 pico farad thì 10 em đổi ra 10 x 10 cũng trừ bao nhiêu? 12. Đấy, và em bấm máy tính.
Đây chào máy tính nhé. Sẽ là 2pi này. Và kết quả 3,97 nhân 10 - 8. 3,97 thì gần bằng 4 nhân 10 - 8. Gần bằng 4 nhân 10 - 8. 4 nhân 10 - 8. Đấy, giây. Đấy được T1. Nào bây giờ ta tính T2 nào. T2 bằng 2 pi căn LC2 bằng 2 pi này. Căn này. 4 nhân 10 - 6 này, C2 của ta là 640. Nhân 10 - 12. Đấy, đây thì các bạn nhập tiếp nhé. Sẽ bằng 3,2 nhân 10 - 7. Rồi. Đấy, như vậy nhìn vào đáp án thì chu kỳ sẽ biến đổi từ 4 nhân 10 - 8 đến 3,2 nhân 10 - 7. Các bạn chọn đáp án là gì ạ? Đáp án C. Được chưa em? Chúng ta cùng sang câu hỏi số 3, đây là đề minh họa bộ năm 2018-2019. Một mạch dẫn động lý tưởng đang có dẫn động điện từ tự do. Biểu thức điện tích của một cái bảng tụ điện trong mạch là Q bằng 6 căn 2 cos 10 mũ 6 pi t, đơn vị micro coulomb. Với t tính bằng giây, ở thời điểm t bằng 2,5 nhân 10 - 7 giây thì giá trị của điện tích Q bằng bao nhiêu? Đấy. Thế thì bài này tương tự giống như kiểu bài toán ở chương 1, đúng không? Người ta cho một cái phương trình của ly độ xong rồi cho t bằng bao nhiêu và hỏi là ly độ hay là vị trí của vật ở thời điểm t bằng bao nhiêu đó. Thì bài này chỉ cần thay trực tiếp cái t vào biểu thức là xong. Và đáp án các bạn chọn ở đây sẽ là B. Nhá. Thay vào biết ta có là Q này. 6 căn 2 cos của 10 mũ 6 pi t. Và ở đây các bạn thay trực tiếp t này này bằng 2,5 nhân 10 - 7. Thầy lưu ý nhé, khi nhập máy tính thì các bạn nhớ để là hàm radian nhá. Nếu mà để độ thì nó ra kết quả sai đấy nhá. Nhớ để radian bởi vì cái giá trị ta tính ở đây là radian. Rồi, đáp án B. Ta tiếp tục sang câu hỏi số 4 nhé. Đây là một dạng toán liên quan đến ghép thêm tụ. Một mạch dẫn động lý tưởng gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm L không đổi và tụ điện có điện dung C thay đổi được. Điều chỉnh điện dung của tụ đến giá trị C1 thì tần số dao động riêng của mạch là F1. Để tần số dao động riêng của mạch là căn 5 F1 thì phải điều chỉnh điện dung của tụ điện đến giá trị bao nhiêu? Thì em hiểu thế này này. Từ công thức F bằng 1 phần 2 pi căn LC. Nhìn thấy ngay, nó là F tỷ lệ với cả gì ạ? 1 phần căn C. Đấy. Thế thì điều chỉnh điện dung của tụ điện đến giá trị C1 thì tần số dao động riêng của mạch là F1. Để tần số dao động riêng của mạch là căn 5 F1 thì thầy dùng tỷ lệ này F2 trên F1. F2 trên F1. Thế là gì ạ? Căn C1 trên C2. Đấy, F2 trên F1 có phải là F2 chính là căn 5 F1 đấy không? Thì bằng căn 5 không? Đấy, như vậy ta suy ra được gì? Hai căn rồi. Đúng nhỉ? Bỏ căn đi. Thế là C1 trên C2 bằng 5. Hay suy ra được gì? C2 sẽ bằng là gì? C1 trên 5. Đấy, ta sẽ làm như vậy. Và đáp án các bạn chọn đây là B. Thấy chưa nào? Đấy, cái kiểu này phải chú ý được là gì? Khi C thay đổi thì nó tỷ lệ như nào với cả cái tần số F nhé. Chúng ta cùng sang câu hỏi số 5, cũng là câu hỏi cuối cùng liên quan đến dạng 1 nhé. Một mạch dao động lý tưởng gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm L không đổi và tụ điện có điện dung C thay đổi được. Khi điện dung của tụ là C thì tần số dao động riêng của mạch là 30 MHz. Đấy. Đây, chúng ta hiểu thế này này. Khi tần số dao động riêng của mạch là 30 MHz thì ta gọi là cái F0 đấy đi. Bằng 30 đổi ra là bằng 30 nhân 10 mũ 6 Hz nhá. Cái này bằng 1 phần 2 pi căn LC. Được chưa các em? Rồi. Từ giá trị của C nếu điều chỉnh tăng thêm điện dung của cái lượng delta C thì tần số dao động riêng của mạch là F. Các bạn hiểu là F thế này này em này. F của ta sẽ bằng là 1 phần 2 pi căn LC. Cộng thêm một cái lượng là gì ạ? Cộng thêm một cái lượng là delta C. Được chưa? Cái này là phương trình số 1. Nếu điều chỉnh giảm điện dung của tụ một lượng là 2 delta C thì sẽ là 2F. Đúng chưa nhỉ? Bằng 1 phần 2pi căn L nhân C trừ 2 delta C. Thế này. Đây thầy gọi là phương trình số 2. Thì tần số nó sẽ là 2F. Như vậy thì kết hợp 1 và 2 để ta tìm ra được mối liên hệ giữa cả C và delta C nhé. Được chưa? Đấy.
như ta phân tích đề tiếp đó. Từ giá trị của C, nếu điện dung tăng thêm một cái lượng là 9 delta C thì chu kỳ dao động riêng của mạch là bao nhiêu? Thế thì ta kết hợp 1 và 2 này. Từ ta lấy 2 chia 1 đi. 2 chia 1 sẽ là 2F chia cho F sẽ bằng 2. Đúng chưa? Thì C cộng delta C chia cho C trừ 2 delta C căn bình phương lên sẽ là chỗ này tương đương là 4 này. Bằng C cộng delta C này chia cho C trừ 2 delta C. Như vậy từ đó ta suy ra được là nào, thầy nhân chéo là tương đương này 4C này trừ 8 delta C này bằng C cộng với cả delta C. Chuyển trừ 8 delta C sang bên này sẽ là 9 delta C. C sang bên này sẽ là 3C. Như vậy chỗ này sẽ là C bằng 3 delta C. C sẽ bằng 3 delta C. Được chưa? Đấy, ta chia cả cho 3. Được mối liên hệ này rồi, thì gọi là phương trình sao đi. Có C, có 3 delta C thì ta suy ra chu kỳ T nào. Nào, T sẽ bằng là 2pi căn L nhân với cả C cộng với cả 9 delta C. Như này, bằng này 2pi căn này L giữ nguyên, C cộng 9 delta C. Thì ở đâu có delta C, ta thay bằng C trên 3. 9 chia 3 là 3. Như vậy sẽ là LC cộng với cả 3 LC sẽ là 4LC. 4LC rút ra ngoài, 4 ra ngoài sẽ bằng là 2 nhân 2pi căn LC. Như vậy cái ẩn LC thì ta từ cái F0 này này, ta gọi căn LC đi nhá. Căn LC sẽ bằng là 1 phần 30 nhân 10 mũ 6, đúng chưa? Đấy. Nhân với cả 2pi nữa. Ta thế trực tiếp căn LC vào cái biểu thức này thì ta sẽ được chu kỳ T như sau. T sẽ bằng là 2 nhân 2pi này. Căn LC ta thay trực tiếp bằng 1 phần 2pi nhân với cả 30 nhân 10 mũ 6. 2pi các bạn có thể bỏ. Vậy sẽ là 2 phần 30 nhân 10 mũ 6. Nói chung sẽ bằng là 20 phần 3 nhân 10 mũ trừ 8 nhân 10 trừ 8 giây. Rồi, các bạn bấm máy tính nhé. Và đáp án các bạn chọn đây là đáp án D. Được chưa? Khóa học viên rách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của viên rách.